Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Alpha Five. Hôm nay mình sẽ trở lại với chuyên mục Sun Aerobe với dự án Tyco Alpha 6 nữa ha. Alpha 6 là Kattla đó, cái mạng Kattla đó. Thì hôm nay họ đã có nhiệm vụ trên Galaxy rồi, thì mình muốn cập nhật cái nhiệm vụ này, chủ yếu là trả lời quiz cho các bạn thôi. Còn cái phần thứ hai là mình muốn cập nhật thêm cái phần nhiệm vụ on-chain. Cái này là mình tự nghĩ ra thôi chứ không phải trong một cái bộ nhiệm vụ của Galaxy ha. Thì mình sẽ làm cái phần cung cấp thanh khoản á, add thanh khoản cho một cái đồng coin bất kỳ nào đó. Mình có thể add Ethereum với HOTS trước ha. Rồi, thôi mình vô cái giai đoạn đầu chính đi. Rồi, phần 1 là mình sẽ làm về bộ nhiệm vụ của Galaxy ha. Rồi, rất là đơn giản, cái đầu nó tự động nó claim mất tiêu rồi. Là like, Twitter, retweet. Rồi cái thứ hai là các bạn join Discord của Tyco ha. Join rồi như bình thường thôi. Cho nó thì claim điểm. Rồi ghé thăm cái trang web mà trước đây mình đọc tài liệu về Tyco ấy. Thì bạn nào muốn đọc thì đọc. Đọc để trả lời câu hỏi quiz dưới này. Để mình refresh nó lại, nó mới cho mình claim điểm, nó mới cho mình làm mấy cái bước tiếp theo ha. Rồi, tới câu hỏi quiz câu 1, quá dễ. Alpha 6 tên gọi nó là về Kattla ha, quá đơn giản. Cái này là câu B ha các bạn. B. 2B. Có mấy tier thì có 4. Rồi Kattla Multicoin. Cái lớp trên cùng của nó là cái thằng này nè, Guardian A ha. Rồi. Based on chạy trên testnet của Ethereum nào thì là HotSky. Đơn giản, A luôn ha. Rồi follow BitGit ha. Chờ chút để mình refresh lại, mình mới làm được mấy nhiệm vụ tiếp theo. Rồi trong lúc refresh mình làm cái nhiệm vụ này. Rồi, ở cái nhiệm vụ cuối cùng này nó kêu các bạn create a BitGit wallet và nhập. Nè, mình mở cho các bạn coi. Đây, download cái BitGit wallet và nhập cái một là 12 ký tự bí mật, hai là cái private key, hoặc là cái private key chứ không phải là hay, hoặc là cái private key của cái ví MetaMask á, của các bạn mà đã kết nối với cái tài khoản Galaxy nè. Thí dụ bạn làm VA thì các bạn lấy cái private key của VA, bạn nhập vô cái ví BitGit wallet này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm cái này, nhưng mà mình sẽ không làm nhiệm vụ này. Còn lý do thì lát nữa mình sẽ nói cho các bạn. Mình sẽ không làm nhiệm vụ này, mình sẽ chấp nhận bỏ nhiệm vụ này tại nó nguy hiểm như cái ví của mình nha. Rồi, để đầu tiên để mà làm tải cái ví BitGit wallet thì các bạn vào cái Chrome Store này, các bạn dò cái ví BitGit ha. Nó cái thằng đúng nó là phải là thằng này nha. Dòm cho kỹ logo các kiểu nha các bạn. Từ rating nè, đó có 100.000 user download rồi. Rồi, sau đó các bạn bật tải ví về xong rồi ha, thì mình bật lên bình thường thôi. Đó, các bạn vô phần này nè, đó. Để search cái địa chỉ cái ví ra. Rồi, đây là cái giao diện đầu tiên khi các bạn mở ví ra chưa làm gì cả, thì các bạn chọn cái phần import wallet nè ha. Import wallet. Đây, tại nó nói nè, các bạn có thể dùng Mnemonic này là 12 ký tự bí mật hoặc private key á. Rồi các bạn nhập password trước, này nó yêu cầu nhập. Rồi. Mình chọn private key ha. 12 ký tự bí mật, nếu mà các bạn có 12 ký tự bí mật các bạn vẫn nhập vô được bình thường ha. Không có gì hết. Còn nếu bạn nào lười lấy cái file 12 ký tự bí mật, có thể dùng cái thằng private key này. Thì thằng private key này lấy ở đâu? Mình chỉ các bạn nha. Các bạn vào cái ví MetaMask này. Ở đây mình có một cái ví để test nè. Đó, bạn vào cái ví MetaMask này. Các bạn vào cái phần account detail, click vào đây ha. Đây, các bạn thấy cái chữ show private key không? Thì các bạn click vô, các bạn nhập cái password của cái ví MetaMask này vô, nó sẽ show ra các bạn một cái dãy số chữ và số rất là dài, nó dài hơn cái địa chỉ ví của bạn nữa. Thì các bạn nhập cái đó chính là cái private key, các bạn lấy cái đó bạn nhập vô đây. Và bạn confirm cái là xong, toàn bộ nó sẽ truy cập được vô cái ví của bạn hết.
Còn lý do tại sao mình sẽ bỏ nhiệm vụ này không làm, tại vì nó sẽ nguy hiểm cho cái ví của mình. Mình không muốn cái này, cái ví Bitget Wallet là một cái ví rất là mới, nó chưa có được xác thực đầy đủ á, gọi là người dùng đủ tin tưởng á, gọi là đủ sức tin tưởng. Như các bạn xài ví MetaMask hay Trust Wallet đều rất là tin tưởng nó đúng không, nhưng mà với cái ví này mình không tin tưởng nó. Và thực tế là đọc ở trên đây, mặc dù chưa có xác thực gì nhiều lắm, nhưng mà rất là nhiều người bị cái lỗi này à, download xong add cái wallet vô rồi không có login trong khoảng mấy tuần, xong rồi một ngày đẹp trời nữa login lại thì nó cái ví này nó tự động accept một cái NFT nào đó và lấy hết tiền của họ đi trong ví. Nhiều người bị y chang vậy luôn các bạn, không phải một cái đâu đó. Người ta cũng nói là thôi xài Sapphire Wallet, Token Pocket Wallet, chứ đừng có xài Bitget. Cho nên mình không muốn xài, và bản thân cái sàn Bitget này là một cái sàn mới luôn, mình cũng không có muốn xài nó. Nên mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cái phần mà nhập cái private key, làm thế nào để lấy private key, hoặc bạn nào thấy cái phần lấy private key rắc rối có thể nhập 12 ký tự bí mật này vô là xong ha. Lấy cái 12 ký tự của ví MetaMask nhập vô, nếu có làm thầm xong rồi. Cái này là xong cái bộ nhiệm vụ của Galaxy ha. Đây mình làm hết từ A đến Z rồi. Ôi, ở đây chưa claim điểm, em chút quên. Rồi, ở đây mà mình thấy Galaxy họ có thêm một cái cập nhật này khá là hay, là cái phần merge void này. Đó, cái phần merge void này là cái gì? Là khi mà các bạn rất nhiều bạn mà không biết á, lúc mà làm cái bộ nhiệm vụ này nè của các tại khách hàng Tyco, đâu phải chỉ có cái chiến dịch này không, nó có cần cái chiến dịch Alpha 5, Alpha 5 á, rồi chiến dịch Alpha 4 này nọ. Mỗi chiến dịch nó có cái số điểm khác nhau, mà các bạn không biết, các bạn làm trên nhiều ví khác nhau thì điểm nó sẽ bị chia ra trên nhiều ví khác nhau. Thì cái form này nè, nó sẽ giúp các bạn merge cái điểm nó lại và về cái địa chỉ ví chính nào mà các bạn muốn á, tức là bị gọi là gì, phân mảnh điểm á. Còn bây giờ nó sẽ dựa vào cái này, điền cái form này, đối với bạn nào mà làm nhiều ví mà lỡ tách điểm ra thì dồn về một ví ha. Rồi cái này mình cũng mới giới thiệu sơ thôi. Rồi tới cái phần nhiệm vụ on-chain. Đây là nhiệm vụ on-chain, là mình làm cái gì, mình sẽ add thanh khoản cho một cái đồng nào đó trên gì, cách la ha, quên nữa, mình quên lấy cái đi đâu rồi. Đây vô cái phần swap nè, nãy quên mở sẵn. Rồi, switch lần này. Rồi. Qua mạng cách la rồi. Để các bạn add thanh khoản thì các bạn vào cái phần pool này ha. Cái phần pool này, các bạn nhớ cái token mới bữa mình có add cái token là cái con ngựa ấy. Nè, cái con ngựa này nè. Đó, con ngựa này để mình coi mình có bao nhiêu con ngựa vậy. 127 con ngựa. Rồi. Rồi mình sau khi chọn một cặp tiền vậy ha, xong các bạn chọn cái này là cái tire fee, là giống như cái phí trên lệch giá, nó sẽ trả về pool cho những người mà tạo ra cái pool này hưởng, đó là mình á, là mình là người tạo mình được hưởng nè. Mình chọn này đi, 0.3% đi. Rồi tiếp tục, nếu mà các bạn không biết gì, các bạn cứ chọn cái nút full range này nè, là chạy từ không đến vô cực. Cái giá hiện tại là cứ một ETH đổi được 3.549 cái đồng con ngựa này. Thì nếu mà cái này gọi là Uniswap version 2 nè. Còn bây giờ mình xài Uniswap version version 3, gọi version 3 thì mình có thể mình đàn 3.400. Cái này mình khó giải thích cho các bạn bằng cái kiến thức của mình. Tức là khi mà các bạn khi mà giá nó chạy trong cái vùng từ 3.393 cho đến 3.690 này nè, thì nó mới áp thanh khoản. Còn nếu nó chạy ra khỏi cái vùng đó thì mình không có áp thanh khoản nữa. Đó, cái lợi đó là lợi thế của Uniswap version 3.
Thì nói chung mình chỉ hướng dẫn cho mình nói sơ sơ về cái nguyên lý của bạn thế thôi. Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, các bạn phải coi những cái clip khác trên mạng nó nói về cái vấn đề này. À, không có đủ. Add 100 đi. Đó, nó tự nhảy ha. Tức là cái này mình add thanh khoản là một cái bể, mình có hai cái bình, một cái bình là có 0.024479 ETH. Với một cái bình có 100 cái đồng con ngựa này. Các bạn nhớ cái lúc mà mình swap không? Si swap á thì tại sao nó ra được? Tại nó lấy hai cái bình này nó swap qua swap lại với nhau. Đó thì mình cái này mình cung cấp thanh khoản cho hai cái bình đó đó. Rồi mình mới vừa hồi nãy là mình cấp cái quyền để sử dụng 100 cái token đồng con ngựa đó ha. Còn bây giờ mới là add liquidity là thêm thanh khoản nè. Đó, mình sẽ cấp cho cái quyền chạy giá tại chạy từ đây đến đây ha. Còn giá hiện tại là 3.549 nè. Tức là nếu mà giá nó chạy ra ngoài khỏi cái vùng đó là mình không có cung cấp thanh khoản nữa. Rồi, như vậy là xong. Mình đã làm xong cái bước cung cấp thanh khoản ở đây. Cái cung cấp thanh khoản nếu mà nó chạy trong cái range này, nó in range nè, là mình vẫn còn cung cấp thanh khoản ha. Rồi mình muốn chỉ cho bạn thêm một cái trò nữa để các bạn nhận diện được gọi là cái token scam của cái bọn scam hay là bọn mà làm mô hình Ponzi, bọn Mincoin đó, nó tính làm cái gì ở trong, nó muốn tạo một cái bull thì nó làm thế nào ha. Bạn nhớ cái từng lần ở video trước á, mình có làm ra cái token tên là AlphaFi không? Đây, cái token name AlphaFi nè, cái contract hợp đồng đó nè ha, contract nè. Thì mình sẽ cung cấp thanh khoản cho với cái đồng ETH ở bên mạng này ha. Các bạn coi mình sẽ làm nè. Đầu tiên mà các bạn lấy cái contract của nó ha. Đây. Các bạn chọn cái bên này. Thì các bạn dán cái contract của cái đồng AlphaFi đó vô. Nè, các bạn thấy không? Có liền cái đồng AlphaFi thấy chưa? Dán vô, không cần nhất thiết phải của mình là những đồng đây mà cái đồng token bạn tạo ra cũng được. Đó, nó cảnh báo trước cái đồng này chưa bao giờ được nhận diện trên này hết. Cái này là do đó ai đó tạo ra, có chắc là muốn add thanh khoản hay không. Mình chọn ok, là mình đồng do chính mình tạo ra mà. Ở đây mình chọn phí. Phí là thậm chí cái phí mà giao dịch các bạn chọn lấy 50% người ta cũng phải chịu luôn. Nhớ nha. Này mình cho phí 1% luôn đi. Mình toxic mà. Rồi. Cái này thì mình chọn full range. À cái này mình set cái price. Đầu tiên mình phải set cái giá cho cái đồng alpha này thì một alpha đổi được bao nhiêu ETH hả? Chọn này đi. Một ETH đổi được bao nhiêu alpha? Thôi một alpha đổi được bao nhiêu ETH đi. Full range ha. Một alpha đổi được 0.0005 ETH đi. Rồi, cái giá nó là mình set cái giá nó một alpha đổi được 0.005 ETH ha. Thì ở đây mình add thanh khoản cho nó 0.4 luôn. Thôi đây mình đổi lại cái này cho nó bằng 0.2 alpha bằng 1 ETH. Lớn quá. 0.02 alpha bằng 1 ETH. Đó, mình có 10 đồng alpha mình sẽ lấy cái bull này được. Rồi, approve cho quyền sử dụng alpha mình approve cho 10 luôn. Đồng này là mình tự tạo mà. Đây là cái cách mà tụi meme coin hay cái tụi mà scam á, nó sẽ lấy tiền của các bạn. Nè các bạn coi, các bạn tự tạo ra 10 cái đồng alpha, các bạn tự áp thanh khoản, các bạn hy sinh 0.2 ETH đúng không? Các bạn có phải các bạn đang hy sinh 0.2 ETH vào cái pool này thì chỉ cần 0.0039997 đã các bạn đã đổi được 0.2 ETH. Các bạn đã được đổi được 0.02 ETH. Nhớ nha, các bạn đang rất là lời nha. Đổi được 0.0 phải không ta? Mình tính toán dở. Nhưng mà các bạn nói chung là các bạn nếu mà các bạn nếu mà có 10 đi
nha. Nếu mà 10 lấy hết 10 cái đồng alpha gọi là Red Bull á, Red Bull á, các bạn đổi về hết ETH ha. 10 đồng nhân cho 0.02 là không đúng 0.2 ETH luôn. Tức là khi các bạn Red Bull thì các bạn có thể lấy được về hết cái này. Nếu mà nhiều người mua cái đồng, lỡ mua cái đồng alpha, đổi ra hết đồng alpha, các bạn rớt một cái là người ta không còn ETH để có thể đổi về được nữa, hiểu không? Có hai, mình có hai cái pool, một cái pool là ETH với một cái pool là alpha. Nếu các bạn bây giờ các bạn đổi hết toàn bộ cái lượng alpha mà các bạn có, bạn nắm nhiều nhất mà các bạn đổi hết thành ETH thì cái bình, có phải cái bình này nó trễ về không ETH không? Không còn ETH thì họ cầm cái đồng này họ đâu có đổi được về ETH được nữa. Coi như mình cầm hết ETH của họ. Đó chính là cái cách mà mình rất pool người ta đấy. Thì cái video này ngoài cái chuyện hướng dẫn kia, mình cũng muốn cảnh báo cho các bạn là có những cái chuyện đó xảy ra khi mà mình làm trên cái sàn DEX, là gọi là làm trên cái sàn phi tập trung á, thì hãy cẩn thận những cái điều này. Cái điều rất pool cái rất là quan trọng nha. Các bạn phải hiểu cái quy luật đó khi mà nó áp thanh khoản này nọ. Bởi vậy các bạn coi mấy cái đồ thị của bọn Memecoin, tại sao nó lên chóng mặt vậy? Ta đã áp thanh khoản kiểu này nè, coi nó nắm hết mà xong nó rớt luôn, làm gì? Nó làm một cái cột đỏ rớt xuống cái đầm vậy, rồi xong mất tiền. Rồi như vậy là xong cái mình hướng dẫn xong cho các bạn cái phần mà tạo pool thanh khoản trên này ha, kể cả tạo cái pool thanh khoản do cái token mình tạo ra lẫn cái token host này của dự án nó tạo ra. Đây mình có thể thử nè, các bạn có thể thử swap cái đồng alpha file này nè, đó swap thử rồi nè, swap thử một đồng này. Đó các bạn thấy lấy được nhiều chưa? Mình chỉ cần một đồng này là nó lấy được 0.2 ETH này, nhưng mà các bạn add hai đồng nó lấy không được nha, nó cũng chỉ lấy được như đây nè, các bạn coi nè. Đó các bạn thấy không? 10 đồng cũng chỉ lấy được như đây thôi, một đồng cũng lấy được như đó, hai đồng cũng lấy được như đó. Tại đó là lý do tại sao mà nó rất full các bạn, là rất là nguy hiểm. Hiểu không? Các bạn thấy không? Một đồng cũng lấy được như đây. Các bạn lấy hết, tại vì các bạn lấy hết ETH của người ta, lấy gì người ta swap lại nữa, nên hãy cẩn thận cái điều này nha. Rồi video hướng dẫn về phần Tyco Alpha 6 trên Galaxy cũng như cái phần on-chain app thanh khoản của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới phần bình luận bên dưới, hoặc là comment vô trong cái kênh Telegram của mình, để dưới có đường link để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share và chia sẻ nó đến cho mọi người nha. Nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.